Ngày 11 tháng 11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn bảo đảm 35-40% xăng dầu cho đất nước, vì thế có vị trí hết sức quan trọng. Nhà máy còn là biểu tượng của sự hợp tác quốc tế giữa Việt Nam, Nhật Bản và QS. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn cần tái cấu trúc lại hoạt động quản trị, hoạt động tài chính và hoạt động sản xuất. Đối với việc tái cấu trúc lại hoạt động quản trị, Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường tỷ lệ người Việt Nam trong quản trị điều hành, theo quy định hợp tác và pháp luật hiện hành. Đối với việc tái cấu trúc về tài chính, Thủ tướng yêu cầu công ty phải có những giải pháp linh hoạt, sử dụng hiệu quả nguồn vốn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Về tái cấu trúc sản xuất, Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp mấu chốt là giá nguồn nguyên liệu đầu vào phải phù hợp và tránh tình trạng độc quyền trong việc cung cấp đầu vào. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến kiểm tra quy hoạch, tình hình đầu tư các dự án thuộc cảng biển Nghi Sơn, nghe báo cáo định hướng quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái cụm đảo Mê. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà, động viên cán bộ kỹ sư, công nhân và người lao động đang làm việc tại nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực Nghi Sơn.